Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép shop phụ kiện Minh Thảo PCP. Em xin phép được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Hôm nay thì shop Minh Thảo em xin được giới thiệu đến cho tất cả các bác về tất cả những mẫu kính ngắm giá từ 2 triệu cho đến 3 triệu đáng để các bác bỏ tiền ra chơi nhất trong cái mùa mà cấm biên hiện tại như bây giờ. Đấy, thì hôm nay em sẽ làm một cái video tổng hợp lại để cho các bác có thể là đỡ mất nhiều thời gian của anh em chọn lựa nha các bác nhá. Đấy, thì đầu tiên thì nếu như các bác nào mà chưa biết hình thức mua bán và giao dịch ở bên em thì mọi người có thể là nghe em nói qua ở đây sơ qua nhá, cho mọi người biết là bên shop Minh Thảo em thì có 3 số điện thoại hiển thị trên bảng tên kia kìa. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho bên em hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo nhé các bác nhé. Ship hàng thì em có thể ship được tất cả mọi miền trên Tổ quốc luôn nhé các bác nhé. Ngoài những mẫu kính ngắm ra bên em cũng có full đầy đủ cả một cây. Anh em nào mà có nhu cầu lên cả một cây thì bên em cũng có nhé các bác nhé. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người về những cái dòng kính ngắm này. Ở đây ấy, thì tất cả em đã để sẵn lên như này rồi nhé các bác nhé. Ở tầm phân khúc này thì ở đây thì cái Macco, em có kính Macco này, Discovery HS này, kính Ohun này, kính West Hunter 2 phiên bản một phiên bản có đèn hồng tâm, một phiên bản không có đèn hồng tâm. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh em về mẫu kính ngắm Macco trước nha các bác nhá. Đấy, kính thì đây. Đấy, Macco thì có nó có thông số đó là 4:16x44 SFFP. Lắp bịt chun thì phụ kiện đi kèm gì sẽ có ống chống lóa và lắp bịt chun nhé các bác nhé. Cái tâm kính của nó là nó sẽ là như thế này này các bác này. Đây. Em để gần đây này. Đấy, tâm lọc của nó là sẽ là như thế này nhé các bác nhé. Hiện tại thì con Macco HFP thì nó em đang bán có giá là 2.600.000 đồng nhé các bác nhé. Anh em nào mà có đặt hàng thì liên hệ đặt hàng ở bên em. Kính thì nó sẽ có cả bánh xe nhé các bác nhé. Bánh xe, cái bánh xe này thì các bác có thể tháo ra lắp vào đều được nhé các bác nhé. 2.600.000 là mẫu này. Tiếp theo là mẫu Discovery HS phiên bản năm 2022. Đây, kính đây nhé các bác nhé. Cái tâm của nó như thế này. Này này. Đấy. Tâm của nó như này nhé các bác nhé. Con này thì nhìn bề ngoài thì nó cực kỳ là hầm hố nhé các bác nhé. Chống va đập rất chi là tốt. Con này thì nó có cả những cái căn góc ở đây này. Đấy. Còn lên tầm phân khúc tiền như thế này rồi anh em chơi ok yên tâm là hàng nó chống nhảy tâm. Hàng nào cũng là hàng gọi là tốt nhất trong phân khúc rồi. Thế nên là các bác yên tâm về cái độ chống nhảy tâm của nó nhá. Nhiều bác thì đấy. Thì cũng ngại về cái vấn đề mà bị nhảy tâm nhiều thì mọi người nâng cấp lên chơi những cái dòng như thế này thì nó cũng khá thật sự là đem lại đến cảm giác cho anh em cảm giác khác biệt cho những cái phần còn lại của dòng kính ngắm nhá các bác nhá. Cái mẫu sản phẩm thứ ba là mẫu Ohun nhé các bác nhé. Thông số là của nó là 4:16 cho 44. Em nhập tất cả đều là thông số 4:16x44 bởi vì là giá cả của nó là hợp lý so với những cái thông số lớn hơn. Thông số lớn hơn thì nhập nó sẽ đắt hơn khoảng độ 100.000-200.000 đồng nữa. Đấy, nhưng mà anh em chơi 4:16 này là cũng là đủ dùng rồi nhé các bác nhé. Phụ kiện thì hầu như tất cả đều có đầy đủ là chân kính này, lắp bịt hai đầu và ống chống lóa nhé các bác nhé. Ống chống lóa và cái nào cũng là thân 30 hết, chống nhảy tâm hết. Cái điều mà anh em lựa chọn ở đây là các bác chọn cho mình một kính nào các bác nhìn cảm thấy ưng ý và cái tâm kính nó phù hợp với mình thì các bác chọn thôi. Còn chất lượng thì các bác yên tâm là bên em đã kiểm tra chất lượng nó rất chi là ok rồi nhá các bác nhá. Nhưng đây là tất cả những mẫu kính ngắm này là tất cả những loại mà tốt nhất trong tầm phân khúc giá rồi. Đấy, em đã lọc hết ra rồi. Còn ở phần trước thì có cả mấy con Z6, Z8, Z1000 nữa. Thì nó khoảng độ 2.4, 2.5 nữa. Nhưng mà mấy con đấy đang bây giờ cháy hàng rồi. Nói chung là cửa khẩu bên đóng mọi người nhìn ở trên xem ở trên thời sự đấy. Là ở bên Trung Quốc người ta đóng hết cửa tất cả các biên. Thế nên là hàng về nó khá là nhỏ giọt và nó phải đi nhiều vòng.
thì mới về được đến tay đến em đây để chuyển đến cho mọi người nhá các bác nhá. Đấy, kính ngắm ô hun đây thì em sẽ cho các bác xem cái tâm. Đấy, tâm của nó đây nhá các bác nhá. Tiếp theo là sản phẩm của kính ngắm West Hunter, một dòng sản phẩm kính ngắm mới nhưng mà em thấy là cái chất lượng của nó thì cực kỳ là ok luôn nha các bác nhé. Mặc dù là một thương hiệu mới nhưng mà em tin rằng khi các bác mà mở cái lắp hộp này ra, cái điều mà anh em cảm thấy nó thích nhất ở cái hàng West Hunter này thì nó cực kỳ là chắc chắn, dày dặn, cân nặng của nó cũng khá là chắc luôn nha các bác nhé. Đấy, khá là chắc luôn. Đấy, thiết kế thì cũng là thiết kế nó cũng kiểu cách hơn một tí, thế nhìn khá là đẹp mắt nha các bác nhá. Đấy, kính ngắm West Hunter con này cũng vẫn là thông số 4-16 nhân cho 44 các bác nhá, hàng FFP. Đấy, phụ kiện thì nó cũng giống như mấy con này cả thôi, có ống chống lóa, có chân kính, có lắp bịt hai đầu. Đây, West Hunter. À, vừa rồi không giới thiệu về cái con Ohun này, bên em bán là 2,8 triệu nha các bác nhá, 2,8 triệu Ohun. Còn đối với con West Hunter, tâm của nó như thế này này các bác này. Đấy, tâm của nó như thế này nha các bác nhá. Đấy, tâm con này cũng khá là đẹp nha các bác nhá. Khá là đẹp. Đó, tâm nó như này này. Đấy thì con này thì con West Hunter này thì nó có giá là 2.900.000 đồng nha các bác nhá. 2.900.000 đồng con West Hunter này. Đấy, cực kỳ là đẹp mắt luôn nha các bác nhá. Đây em sẽ quay một vòng anh em xem. Đó. Tổng thể chiều dài của những con kính ngắm này thì hầu như nó cũng sẽ là xem nhau, nó rơi vào khoảng độ 32-35 cm nha anh em nhé, 35 cm. Đấy. Còn cái mẫu kính ngắm cuối cùng thì đây, con này thì 3,1 triệu nha các bác nhá, West Hunter 3,1 triệu. Con này thì nó có đèn hồng tâm, con này thông số của nó là 4-16x50 nhá các bác nhá. Đấy, con này thì nhìn nó cực kỳ là hầm hố luôn nhá các bác nhá. Lắp bịt hai đầu. Đấy, bánh xe nhìn cái kính khá là chất nhá các bác nhá. Con này tổng chiều dài của nó sẽ dài hơn những cái con này. Con này nó sẽ rơi vào khoảng độ 40 cm. Các bác lắp vào những khẩu côn đô thẳng dài hay em nào thích bắn xa ấy thì con này thì nó sẽ đáp ứng nhu cầu của anh em. Và đặc biệt thì ở tầm phân khúc giá từ 2 triệu mà những kính ngắm to như này, 2 triệu cho đến 4 triệu mà tìm những chiếc kính ngắm mà nó có đèn hồng tâm ấy thì thực sự là chỉ đếm trong đầu ngón tay thôi. Đấy, thì cũng có rất nhiều ý kiến là tại sao không làm những cái này, thì đấy cái này là do nhà thiết kế người ta làm. Đấy, người ta thiết kế bao nhiêu năm mẫu của người ta rồi. Đấy, bây giờ thì chỉ chờ những cái bản nâng cấp lên thôi. Còn đây, các bác muốn lựa chọn một chiếc kính ngắm có đèn hồng tâm mà chơi nó ổn định hợp lý, đây thì có con này trong từ khoảng từ 2 triệu cho đến 3 triệu cho đến 4 triệu ấy. Thì đây là một con kính anh em rất đáng tiền chơi nhé các bác nhé. Bỏ qua những con này nó sẽ chơi tốt hơn những con kiểu như là Z5, Z6, Z1000, Z800 chắc chắn là sẽ tốt hơn. Đấy, nhìn nó cực kỳ là chắc chắn như thế này cơ mà. Đấy, cái tâm của nó sẽ là như thế này nha các bác nhá. Tâm của nó như thế này này. Đấy, tâm của nó như thế này. Khi mà bật đèn hồng tâm lên thì nó sẽ sáng hết ở cái phần vạch này nhá. Sáng hết nhá các bác nhá. Đấy. Thì vừa rồi thì em đã tổng hợp cho anh em xem những cái mẫu kính ngắm giá từ 2 đến 3 triệu cho cái mùa hàng hóa nó khó về như thế này để cho các bác tránh là mất thời gian nhá các bác nhá. Còn nếu như các bác nào mà cảm thấy là chưa được chi tiết hay hoặc là như thế nào thì mọi người có thể kết bạn qua Zalo cho bên em. Anh em yêu cầu kính nào thì em sẽ quay video lại tâm kính và những phụ kiện của nó cho các bác xem. Thì lên trên đấy thì xem nó sẽ được rõ nét hơn như là đăng ở trên YouTube này. YouTube này nha các bác nhá. Rồi, cuối video thì rất mong mọi người để cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để những lần em ra video mới nhất thì các bác có thể cập nhật liên tục và nhanh chóng nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video giới thiệu sản phẩm lần sau.